mùi gì khen khét thế em đầu bếp của tôi ơi. Sao em cho chúng tôi giật ngon chỉ là đời. Trứng sao lại màu đen vậy nè? Trứng sao lại màu đen vậy nè? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cá sao còn cá đuôi vậy hả? Cháo sao là gọi là cơm? Cháo sao là gọi là cơm? Chắc khi quý vị nghe tới món bánh bò nướng, quý vị sẽ nhoẻn miệng cười là wow, món thật là khoái khẩu. À, vì một món ăn chơi mà chúng ta thường nhìn thấy trên các tiệm food to go cũng như một vài tiệm bánh mà không có ai mà chê hết. Mùi vị béo béo của nước dừa cũng như ngọt của vị đường, thơm của vị lá dứa. Và cái nét đẹp của cái bánh bò là bên ngoài vàng, nâu bên trong màu xanh với những cái rễ tre sọc sọc xuống. Nói đến đây thật là hấp dẫn. Và bây giờ bắt tay ngay vào việc làm món bánh bò nướng. Thì trên trước mặt Uyên Thi, quý vị thấy là có bột, có đường, có trứng và cân lượng là bao nhiêu. Đối với cái công thức này thì Uyên Thi xài một lon nước cốt dừa. Cốt dừa thì quý vị xài loại hiệu nào cũng được. Tuy nhiên chúng ta dùng khoảng 14 ao nước cốt dừa thưa quý vị. Nước cốt dừa thì Uyên Thi sẽ nấu trước với đường để cho đường nó tan trong nước cốt dừa, sau đó để nguội thưa quý vị. Thì bây giờ Uyên Thi sẽ khui cái lon nước cốt dừa này ra, rồi mình mới nấu chung với đường, rồi sau đó chúng ta mới để nguội cái nước đường đó để mà chúng ta làm bánh. Một lon nước cốt dừa 13-14 ao được thưa quý vị. Và phần lượng đường thì đường thì quý vị cân, nếu mà quý vị có cân thì quý vị cân 16 ao. Còn nếu mà quý vị không có cân thì quý vị có đồ đông thì quý vị đông 2 cup. Nhưng mà nếu mà quý vị ở xa, ở ngoài vùng của nước Mỹ không có xài cup, chẳng hạn như về với Việt Nam, Hà Lan hoặc những cái nước khác mà đã từng email cho Uyên Thi hỏi là một cup là bao nhiêu, tôi chưa biết một cup là cái gì, người ta cứ tưởng cái ly, nó không phải. Nhưng mà một cup là 8 ao. Và một ao đó thì khoảng là 2 muỗng canh thưa quý vị. Thì quý vị cứ nhớ như vậy, một ao thì 2 muỗng canh, mà 8 ao thì vô là một cup. Mà 2 cup đó là 1 pound, mà 1 pound thì là 16 ao. Nó đi như vậy. Nếu mà chúng ta nhớ được cái căn bản đó thì chúng ta sẽ dễ dàng làm. Và trên tay Uyên Thi là 1 pound đường, tất nhiên là khoảng 2 cup. Hoặc là quý vị không có cân, không có cup để mà đông thì quý vị cứ lấy cái chén ăn cơm, mình đông khoảng 2 chén ngang như vậy. Mà nếu mà quý vị ăn mà thấy nó ngọt quá thì lần sau quý vị bớt lại một chút. Mà thấy nó lạt quá lần sau chúng ta cho thêm một chút. Thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nướng nhiều lần. Tại vì cái món này hấp dẫn lắm thưa quý vị, là dễ làm nữa. Uyên Thi sẽ bỏ đường vào trong đây để nấu lên cho cái đường và cái nước dừa này nó tan. Sau khi đường và nước dừa tan rồi đó thì Uyên Thi mới để nguội. Quậy lên để cho đường và nước dừa nó tan với nhau. Và chúng ta đừng có vặn lửa lớn quá, vặn lửa nhỏ nhỏ thôi để cho nó không có bị cháy đường. Và khi mà quý vị thấy là đường và nước dừa nó tan rồi thì quý vị phải để nguội. Và đây là cái đường cũng như là nước dừa mà Uyên Thi đã nấu trước từ ngày hôm qua. Và bây giờ Uyên Thi để là nó nguội rồi. Thì Uyên Thi sẽ dời cái nước dừa này qua bên này để Uyên Thi nấu để cho nó đỡ có bị nóng thưa quý vị. Rồi. Và bây giờ trên đây là bột, thì là Uyên Thi xài bột năng. Bột năng thì quý vị xài một cái bao bột năng đó thì nó cũng khoảng chừng 14 ao thưa quý vị. Khoảng 14 ao bột năng luôn. Tuy nhiên chưa tới 1 pound. Và Uyên Thi xài khoảng chừng 10 cái trứng. Thì 10 cái trứng này đầu tiên Uyên Thi sẽ đánh vào trong cái tô. Thì nếu mà quý vị xài trứng gà nâu nó nhỏ hơn chút thì quý vị phải dùng khoảng 12 cái hoặc là 14 cái. Còn mình xài trứng trắng này thì nó hơi lớn đó thưa quý vị. Cho nên mình dùng 10 trứng thôi. Bột thì mình vẫn xài như vậy, không có sao hết. 14 ao bột năng. Tất nhiên là tapioca starch đó. Nếu mà mấy em trẻ nào mà không biết bột năng, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt thì họ để là tapioca starch. Mà mình lấy khoảng chừng 14 ao, tất nhiên chưa tới 1 ao. Cái phần đánh trứng rất là quan trọng thưa quý vị. Quý vị đừng có lấy máy mà quý vị đánh lên nó nổi bong bóng, nổi bọt lên là cái bánh bò nó sẽ hư, nó không có thành.
mà chúng ta sẽ dùng nĩa. Chúng ta dùng nĩa đánh vào, quý vị nhớ là chỉ đánh một chiều thì nó mới không có nổi bọt lên, mà nó lại được nó lại coi như là bị bể những cái lòng đỏ ra, nó đều trứng đó thưa quý vị. Quý vị đừng có đánh quậy nhiều chiều quá thì cái trứng nó bị nổi lên đó, thì cái bánh bò nó sẽ bị hư. Nó sẽ nổi lên và khi chúng ta bỏ vô lò nướng thì nó sẽ nổi lên xong nó xẹp xuống. Nó sẽ không có những cái rễ tre trong đó. Và cần nhất là khi chúng ta đánh trứng như vậy, quý vị nhìn thấy Uyên Thi đánh cũng không có nhẹ lắm, cũng mạnh mà quý vị thấy nó không có nổi bọt lên, thì như vậy nó mới đúng cái cách làm của bánh bò nướng. Bởi vậy tại sao chúng ta phải dùng nĩa mà chúng ta không có dùng máy thưa quý vị. Và khi nào mà quý vị thấy cái trứng nó tan rồi đó, rồi coi như hòa, lòng trắng và lòng đỏ nó hòa lại với nhau rồi, thì bây giờ Uyên Thi sẽ đổ cái đường này vào. Cái đường này là Uyên Thi đã nấu ngày hôm qua đó, thì bây giờ Uyên Thi sẽ đổ vào chung. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ quậy đều lên đường với trứng luôn, cũng quậy theo một chiều thôi nha thưa quý vị. Tại vì nếu mà quý vị quậy nhiều mà ngược lại đó thì cái trứng nó sẽ nổi lên, mà nó nổi lên thì mình làm bánh nó không có đúng. Cách làm cũng không có khó lắm thưa quý vị, chẳng qua là mình không có biết thôi. Và coi như cái món bánh ngày hôm nay đó là Uyên Thi gửi làm quà Giáng sinh cho quý vị trong cái dịp Christmas năm nay, để cho quý vị có một cái bánh. Tại vì trong những năm trước Uyên Thi đã chia sẻ để chúng ta làm những cái bánh cake rồi, và rất là nhiều quý khán giả cũng yêu cầu Uyên Thi chia sẻ là bánh cake. Nhưng mà Uyên Thi hứa là trong một cái chương trình khác, và mình sẽ chia sẻ với nhau một cái bánh, loại bánh cake khác thưa quý vị. Còn chương trình cake thì Uyên Thi đã chia sẻ dường như là 2-3 lần rồi. Đó, bây giờ quý vị thấy trứng nó đều mà nó không bị nổi bọt bong bóng gì hết. Nó không nổi bọt lên, như vậy là được, tốt. Rồi bây giờ tới cái phần bột. Như hồi nãy Uyên Thi nói là cái bột năng chúng ta xài 14 ao, tất nhiên là một bịch bột năng. Thì Uyên Thi sẽ xài là một bịch baking powder, tất nhiên là bột nổi màu hồng hiệu Ansa. Cái này là bột nổi của Pháp thưa quý vị. Một gói bột nổi này Uyên Thi sẽ bỏ vào chung với lại bột năng. Rồi, và khi mà Uyên Thi bỏ chung như vậy rồi thì Uyên Thi phải quậy đều lên. Rồi khi mà trộn đều rồi thì bây giờ cũng là cái quan rất là quan trọng cho cái phần mà bỏ bột vào đây. Uyên Thi sẽ dùng một cái thôi. Sẽ đổ vô đi. Đó. Quý vị thấy không? Mình đổ vô trong cái rây này để mình tránh cái trường hợp mà bột nó bị đóng cục đó thưa quý vị. Thì trong đó là nó sẽ tuột xuống, nó sẽ rớt xuống dưới cái trứng này. Và chúng ta cũng dùng nĩa đánh và cũng xoay một chiều. Nếu mà những cái cục bột nào mà nó còn dính cục thì quý vị cũng đừng có lo. Một chút nữa chúng ta cũng sẽ rây lại cái bột này để cho nó mịn lại rồi trước khi chúng ta đổ. Sau khi mà Uyên Thi đã trộn bột với lại trứng với đường vô rồi thì Uyên Thi sẽ bỏ vào một chút cái lá dứa, nước lá dứa để cho nó có màu xanh cũng như nó có mùi cho thơm. Và cái nước lá dứa này cũng không hẳn là chúng ta phải bỏ bao nhiêu, chúng ta muốn cho bao nhiêu cũng được, miễn sao nó có mùi xanh, mùi màu xanh và mùi thơm là được rồi. Và quý vị biết khi mà chúng ta quậy có những cái cục, quý vị cũng đừng có lo. Bây giờ Uyên Thi sẽ lược qua cái tô này để mà chúng ta lấy cái bột chúng ta đổ, và những cái cặn đó là nó chúng ta sẽ ra thưa quý vị. Uyên
Nhưng mà quý vị thấy không, Yên Thi đánh ra nó không có một cái bong bóng nữa. Nó thì như vậy đó, thì cái làm bánh bò nó mới đẹp, mới ngon. Còn nếu mà quý vị đánh bột lên mà bong bóng nổi lên đó, tất nhiên là chúng ta đã bị sai rồi. Nó sẽ nổi lên và nó sẽ chìm cái bánh bò xuống. Rồi. Và bây giờ Uyên Thi sẽ để cái bột này ở đây. Uyên Thi làm cái khuôn. Khuôn thì Uyên Thi sẽ xài khuôn khoảng 10 inch. Uyên Thi cho một chút xíu dầu vào trong khuôn này. Uyên Thi thoa đều khuôn. Và sau khi mà thoa đều khuôn rồi, Uyên Thi sẽ đem cái khuôn này bỏ vào trong oven. Cái oven chúng ta vặn khoảng chừng 350 độ. Uyên Thi bỏ vô khoảng chừng 5 phút để cho cái khuôn thật là nóng. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình. Đổ bánh bò như thế nào để có rễ tre, Uyên Thi sẽ trở lại trong một vài phần thông tin thương mại. Lại trong chương trình bếp nhà ta nấu ngày hôm nay với món bánh bò nướng, kính thưa quý vị. Như khi nãy Uyên Thi đã nói là chúng ta thoa dầu vào trong khuôn, sau đó quý vị phải bỏ nhiệt độ 350 độ và để vào trong cái khuôn đó, mình bỏ vào trong lò. Tất nhiên mình để độ 350 độ trước khoảng 10 phút để cho lò nó nóng đều. Sau đó quý vị mới lấy cái khuôn thoa dầu và chúng ta bỏ cái khuôn đó vào trong cái lò ít nhất là 5 phút cho tới 10 phút để cái khuôn nó phải thật là nóng, thưa quý vị. Khi mà cái khuôn nóng chúng ta mang ra và đổ bột vô liền thì nó mới có rễ tre. Thành ra là bây giờ đã 5 phút cho tới 10 phút rồi thì Uyên Thi sẽ lấy cái khuôn ra để Uyên Thi đổ bột cho quý vị xem. Và quý vị nhớ là khi chúng ta đem ra, đem khuôn ra là đổ bột vô liền. Và nếu mà quý vị ở đây, quý vị sẽ lắng nghe cái tiếng xèo xèo của cái bột rớt xuống thì như vậy nó mới có rễ tre. Chúng ta đổ qua một cái rổ. Rồi và lúc này quý vị thấy là nó hơi bị đổ, Uyên Thi hơi bị rung tay và nó bị đổ ra ngoài chút, nhưng mà đừng có lo thì không sao hết. Rồi chúng ta sẽ khiêng bánh vào trong lò. Và chúng ta bỏ vào nướng liền. Và quý vị nhớ là bột nó chỉ nằm ở dưới nửa khuôn hoặc là 2/3 khuôn thôi, tại vì nó còn nở lên. Cho nên nếu mà quý vị mà để nó nhiều quá đó thì khi mà nó nở lên thì cái bột nó sẽ trào ra ngoài và nó sẽ bị làm cái bánh nó bể ra, nó không đẹp. Thì khi mà chúng ta nướng độ 350 độ như vậy, quý vị nhớ là chỉ trong vòng 10 phút thôi. 10 phút thì quý vị bắt đầu hạ lò xuống còn 300 độ và chúng ta nướng tiếp 45 phút cho tới 50 phút nữa cho cái bánh, từ 40 cho tới 50 phút tùy theo cái độ dày của cái bánh. Chúng ta đổ dày hoặc mỏng, nhưng mà như vậy là khoảng chừng 45 cho tới 50 phút. Và tổng cộng là chúng ta nướng khoảng gần 1 tiếng đồng hồ cho cái bánh. Uyên Thi xin lặp lại là 350 độ 10 phút đầu sau khi mà chúng ta bỏ bánh vào lò, và sau đó chúng ta mang chúng ta hạ lửa xuống còn 300 độ, nướng khoảng chừng 45 phút cho tới 50 phút thì cái bánh chúng ta bắt đầu đem ra được. Nếu mà quý vị làm cái bánh nào hơi dày thì quý vị có thể dùng, muốn biết là cái bánh chín hay chưa thì chúng ta có thể dùng cái tăm, chúng ta xăm vào trong bánh và chúng ta rút cái tăm ra. Nếu cái tăm khô tất nhiên là cái bánh đã chín, còn nếu mà cái tăm nó hơi ướt đó thưa quý vị thì tất nhiên là bánh chưa có chín thì chúng ta phải nướng thêm. Và đó là cái cách nướng bánh. Và đương nhiên là Uyên Thi đã có nướng sẵn một cái bánh khác, tại vì
khi mà chúng ta nướng mang ra chúng ta phải để nguội xuống rồi chúng ta mới có thể cắt ra được. Cho nên đây là cái bánh mà Uyên Thi đã nướng trước cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ, và quý vị thấy cái bánh bò nó đã nở và nó sốt. Còn rễ tre không, chắc một chút nữa chúng ta mới biết thưa quý vị. Và đó là những cái cách làm bánh bánh bò nướng rất là đơn giản và rất là dễ, nhưng mà đôi khi có những cái nếu mà chúng ta không nhìn thấy chúng ta sẽ không có bao giờ làm được. Như Uyên Thi cũng vậy, Uyên Thi rất là mê học, mặc dù biết rất là nhiều, hoặc dù Uyên Thi đã biết một cái cách làm bánh bò nướng rồi, nhưng nếu có ai làm bánh bò nướng Uyên Thi vẫn thích học hỏi thêm, là đôi khi người ta có những cái cách dễ hơn hoặc là dễ nhớ hơn hoặc là ngon hơn chẳng hạn. Cho nên nếu mà nói học hỏi thì học không bao giờ hết thưa quý vị. Và khi mà chúng ta biết rồi thì cũng nên chia sẻ cho nhau, chẳng hạn như những gì Uyên Thi biết ở đây chưa chắc là quý khán giả biết, quý khán giả biết, nhưng mà những gì quý khán giả biết thì chưa chắc là Uyên Thi đã biết. Cho nên Uyên Thi cũng rất là mong học hỏi được tất cả những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ, những cái mà bí quyết hoặc là những cái gì mà quý vị biết mà quý vị muốn chia sẻ đến tất cả khán giả ở khắp nơi đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, hoặc là những quý vị Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới muốn học hỏi thêm nhiều về những cái món ăn thuần túy của quê hương dân tộc. Giống như hồi nãy Uyên Thi có nghe tâm sự của anh Huy đang quay camera cho chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, thì anh cũng là một người rất là yêu nước, muốn gìn giữ những cái truyền thống, những cái kỷ niệm, những cái của quê hương xứ sở mình, chẳng hạn qua những cái món ăn bình dân. Như là anh nói hồi xưa anh đi tắm ra thì chỉ thích ăn cái món đó, cái món kêu là bò bía lạnh, bò bí dừa, bò bí ngọt thưa quý vị. Uyên Thi chưa được ăn cái món đó, nhưng Uyên Thi nghe nhiều người nói tới bò bí ngọt, rồi cái món bánh bánh chuối nếp nướng, mà những không phải riêng anh Huy ở đây mà ngay cả quý khán giả cũng vậy. Chắc chắn khi Uyên Thi nói tới thì quý vị cũng sẽ thèm tới những cái món mà từ lúc nhỏ chúng ta ăn mà bây giờ chúng ta cũng muốn ăn lại. Không những riêng bản thân chúng ta ăn lại, chúng ta cũng muốn lưu truyền những cái món thật là bình dân cho các con của chúng ta, nhất là những đứa con sanh tại Mỹ. Và đó là cái điều mà Uyên Thi lúc nào cũng muốn chia sẻ để cho quý vị có lại những cái kỷ niệm ngày xưa, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, có những hương vị ngày xưa, và nhất là để lưu truyền cho con cái của chúng ta sau này. Mà mọi ý kiến đóng góp hay là thắc mắc của quý vị xin email về cho bếp nhà ta nấu @sbtn.tv hoặc là bếp nhà ta nấu @uyenthi.net. Và còn một vài giây phút nữa Uyên Thi muốn gửi đến quý vị những email của quý khán giả đó, gửi cho Uyên Thi trong mỗi tuần, mỗi ngày. Và đương nhiên là Uyên Thi cũng chỉ có thể trả lời một vài những cái email nho nhỏ mà thôi, chứ không có đủ thời gian để trả lời quý vị trên làn sóng này trên đài truyền hình SBTN. Chào cô Uyên Thi, tôi rất thích chương trình Bếp Nhà Ta Nấu do cô phụ trách hàng tuần vào ngày thứ hai. Tôi không bỏ sót tuần nào trừ khi có việc phải đi đâu xa. Mất xem chương trình của cô tôi rất tiếc. Cô không những nấu ăn giỏi hay mà rất có duyên trong cách nói chuyện nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô quá khen cho Uyên Thi. Chỉ còn một vài tháng nữa sắp sửa tới những ngày lễ như Giáng sinh và Tết. Tôi muốn làm một vài món ăn chơi khai vị như thịt nguội giăm bông, giò thủ và cách làm thịt chà bông heo cho cháu nhỏ ăn. Mua ở ngoài sợ người ta làm, cứ để lâu không ngon. Làm cũ để lâu không ngon. Thành thật cảm ơn cô, chúc cô luôn vui khỏe và thành công trên lĩnh vực này. Thân Kim ở North Carolina, thưa quý vị. Thưa cô, Uyên Thi đã có thâu hình cái món bánh mì thịt nguội rồi, sốt mayonnaise. Nếu mà quý vị nào thích cái món bánh mì thịt nguội và sốt mayonnaise thì nhớ đón xem trong những chương trình tiếp tới. Hoặc là món giò thủ như cô yêu cầu thì Uyên Thi cũng đã chia sẻ rồi và đã thâu hình trong những năm trước. Hy vọng rằng năm nay trong dịp Tết Uyên Thi sẽ có cơ hội để phát lại cho một vài khán giả nào muốn xem những cái món lá ăn đó. Và Uyên Thi cũng sẽ ghi vào danh sách yêu cầu của SBTN để những cái lời yêu cầu của quý khán giả Uyên Thi sẽ chia sẻ trong một vài những cái chương trình tới thưa quý vị. Và bây giờ Uyên Thi sẽ cắt cái bánh bò nướng này ra, hy vọng là nó có rễ tre. Tại vì đôi khi nó cũng có những cái kêu là người ta kêu là tai nạn nghề nghiệp thưa quý vị. Đôi khi mình làm đó nhiều lần lắm
thì lần nào nó cũng có rễ tre, nhưng mà nhiều khi mình thực hành hôm nay thì nó lại không có rễ tre thì sao. Nhưng mà hy vọng là sẽ có, và mong rằng quý vị làm cái món bánh bò nướng cho gia đình cũng sẽ thật là ngon, thật là đẹp. À, bây giờ Yến Thi sẽ lấy lên một miếng. Ếm xì bùa phải có rễ tre nha, đừng để Yến Thi phải bị mất mặt nha. Wow, đây thưa quý vị, món bánh bò, miếng bánh bò. Quý vị thấy những cái rễ tre nó lên. Và bên này cũng vậy, quý vị thấy những cái rễ tre nó lên. Và đó là cái bánh bò mà chúng ta có thể làm được. Để Uyên Thi thử bẻ ra một miếng thì ăn thử xem. Rất vừa với khẩu vị Uyên Thi, không ngọt quá mà cũng không lạt quá. Bánh dai thơm mùi lá dứa, rất là ngon. Và hy vọng với những cái dịp lễ Christmas hoặc là New Year năm nay, quý vị sẽ có cái dịp trổ tài làm bánh bò nướng để gửi cho bạn bè, cũng như mang tới party của chúng ta. Và chúc quý vị có những miếng bánh bò nướng thật là ngon, cũng như những hương vị của quê hương chúng ta sẽ trở lại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.